Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành quốc lộ 46B và lễ động thổ cầu vượt quốc lộ 46 với đường sắt Bắc Nam và quốc lộ 1A. Dự buổi lễ có các đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Thái Văn Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện một số bộ ban ngành trung ương và địa phương. Quốc lộ 46B nằm ở tuyến đường huyết mạch của thành phố Vinh, có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm tải lưu lượng phương tiện lưu thông qua thành phố. Sau khi hoàn thành, quốc lộ 46B kết nối với quốc lộ 46, quốc lộ 7 và tuyến đường vận tải từ cửa khẩu Thanh Thủy đi cảng Cửa Lò trở thành tuyến đường đặc biệt quan trọng trong sự phát triển hành lang kinh tế Đông Tây, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch Cửa Lò, thành phố Vinh, Hưng Nguyên, khu di tích Kim Liên, Nam Đàn và các huyện phía Tây của tỉnh Nghệ An phát triển. Dự án có tổng mức đầu tư 343 tỷ đồng với chiều dài 8,4 km. Ngay sau lễ khánh thành quốc lộ 46B, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh và chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức động thổ triển khai dự án cầu vượt quốc lộ 46 với đường sắt Bắc Nam và quốc lộ 1A với giá trị xây lắp khoảng 174 tỷ đồng. Theo thiết kế, cầu vượt đường sắt quốc lộ 46 kết cấu bê tông cốt thép giữ ứng lực có tổng chiều dài cầu 578 m, bề rộng mặt cầu 12 m, có đường gom và đường dẫn hai đầu cầu. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai thi công trong thời gian 12 tháng. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Thanh Điền đã biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án quốc lộ 46B, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đồng thời mong rằng chủ đầu tư và các nhà thầu sẽ nỗ lực để hoàn thành công trình vượt quốc lộ 46 theo đúng tiến độ đã đề ra.